này thì không phải là nhận trên Shopee, nhưng mà thôi Rose cũng sẽ khui ra cho mọi người xem là mùa dịch này Rose đã mua cái gì nha. Cái này thì là mỹ phẩm Rose Order. Đây, đây là một cái cỏ của Too Faced, cỏ đánh phấn nền mọi người, foundation brush. Ở đây là một cái hộp phấn nền, cái này là dạng phấn chứ không phải là dạng dạng lỏng mà mọi người, không phải là dạng nước. Đây nó là dạng phấn như vậy, cái hộp của nó nè mọi người. Thì dưới đây người ta cũng có cho mình một cái puff để mình đánh, nhưng mà Rose thấy mẫu á, người ta sử dụng cái cây cọ này cho nên là Rose cũng order cái cọ này để mình đánh luôn. Với lại cái cọ này cũng xinh nữa, Rose thì cũng bị mê mấy cây cọ trang điểm lắm cho nên là mình đặt luôn. Lấy cái cọ ra cho mọi người xem nha. Đây, em cọ bên trong đây mọi người, rất là xinh. Lông cọ cũng rất là mềm nữa. Trong đây họ còn tặng cho Rose một cái creamy eye, cái dưỡng mắt của Kiehl's. Xong.